Xin chào cả nhà nha. Hôm nay chúng tôi lại quay lại dự án BKMX trên đại diện tổng công ty 1.33 ha. Từ BKMX quy hoạch 50% là nhà ở và 50% là công nghiệp. Và hiện tại vị trí chúng tôi đang đứng đó là tuyến đường Bình Thạnh Hạ Long. Được BKMX quy hoạch là tuyến đường N3, có chiều rộng mặt đường là 25m và hiện tại đang từ khu vực Trọng Thơ đang đứng đây chạy ra ngã tư Bình Thạnh, đó là chợ Bình Thạnh, và bên tay trái là Ủy ban nhân dân Bình Thạnh, chỉ có 120m, và dọc đây cũng là quốc lộ 14. Tay trái chúng ta sẽ về thành phố Hồ Chí Minh, và rẽ phải chúng ta sẽ về đến Đồng Xoài, Bình Phước và đi các tỉnh Tây Nguyên, hai tỉnh phía Bắc. Và hiện tại chợ đã được xây dựng và sẽ cho vào hoạt động trong 1-2 tháng tới. Thì khu vực này hiện tại Trọng Thơ đang phân phối với diện tích 5x30, 5x40, 5x35, thổ cư 100% được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng, xây dựng ngay sau khi công chứng. Và hiện tại dọc tuyến đường xương cá 16m, vỉa hè mỗi bên 8m đã được cho lên cột điện và đã được lưu chống lún để chuẩn bị đổ sỏi, đổ nhựa trong 1-2 tháng tới. Theo quý vị, tay quý vị đã thấy hiện tại hướng tay Trọng Thơ là nhà dân gốc của Bình Phước đang sống xung quanh đây. Và BKMX luôn là nhà đầu tư thông minh, đã quy hoạch cái quỹ đất của mình ở xung quanh đã có dân sống và công nghiệp đã hiện hữu hơn 3 năm nay, và hiện tại khu vực này đã có hơn 10.000 công nhân về đây lao động và sinh sống. Dọc tuyến đường Bình Thạnh Hạ Long chạy thẳng chúng ta sẽ về hướng Phú Giáo, Bình Dương, và ngược lại chúng ta sẽ ra cổng khu nghiệp BKMX Trân Thành giai đoạn 1. Và hiện tại khu vực này giá đang vẫn còn sơ khai, chỉ có 8 triệu trên 1m2 tùy theo vị trí. Hãy liên hệ với Trọng Thơ qua số điện thoại 0962854858 để được tư vấn và xem thực tế dự án đầu tư sinh lợi nhuận nhanh nhất trong năm 2021. Chúc quý khách hàng đầu tư thành công và thắng lợi. Xin chào và hẹn gặp lại.